còn nhớ tháng 8 năm 2021, chuyện tình cảm của Jack và Thiên An đã gây chấn động khắp các diễn đàn. Sau cơn bão thị phi, giọng ca 9X đã thừa nhận và xin lỗi, đồng thời khóa trang cá nhân. Và sau gần 8 tháng ở ẩn, thì tối ngày 11 tháng 4, Jack chính thức lộ diện để chuẩn bị mừng sinh nhật với người hâm mộ. Hậu ồn ào tình cảm, hình ảnh của Jack cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì thế, con đường nào giúp Jack quay trở lại showbiz? Hãy cùng với Cảm Radio đi tìm hiểu ngay bây giờ nha! Jack hốc hác tiêu tụy sau thời gian ở ẩn. Trải qua thời gian im hơi lặng tiếng, Jack đã bất ngờ xuất hiện trở lại để cùng mừng sinh nhật online với người hâm mộ. Có thể thấy được rằng, nam ca sĩ 9X thay đổi phong cách rất nhiều so với trước đó. Anh nhuộm tóc nâu, không còn để đuôi dài mà cắt kiểu đầu gọn gàng, phong cách hơn. Trên trang cá nhân, Jack đăng tải hình ảnh ngồi trong căn phòng chứa quà lưu niệm cũng như các giải thưởng âm nhạc. Nam ca sĩ đính kèm dòng trạng thái, năm nào cũng bắt xem làm sinh nhật cho tôi như nào, như nào. Dù chỉ đăng tải ít phút, nhưng bài đăng đã nhận về lượt tương tác khá khủng, chứng tỏ sự háo hức chờ đợi của fan nam ca sĩ. Ngoài một buổi tiệc nhỏ tình cảm ấm cúng với đóm, giọng ca Hoa Hải Đường cũng có những phút giây lắng động khi fan hỏi về việc khi nào sẽ chính thức quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Chừng nào anh quay lại với tụi em? Tuy nhiên, nam ca sĩ bất ngờ lấy tay che mặt, cúi gằm xuống im lặng trước câu hỏi. Sau hành động này, người hâm mộ cũng vỡ òa, lớn tiếng đồng thanh động viên nam ca sĩ. Jack nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng mặt lên trả lời fan, nhưng nước mắt vẫn lưng tròng. Thì anh lúc nào cũng ở đây. Khi đoạn clip được người hâm mộ chia sẻ lại trên mạng xã hội, sự việc lại một lần nữa khiến đám xúc động. Rất nhiều bình luận động viên đã được gửi đến, mong Jack sớm ổn định tâm lý, chuẩn bị những sản phẩm nghệ thuật chất lượng để bù đắp cho fan. Con đường nào giúp Jack quay trở lại? Sở hữu trong tay hàng loạt MV 100 triệu view, đạt top 1 trending, nhiều kỷ lục V-pop khiến ai cũng phải nể phục. Đặc biệt, Jack đã tự gây dựng nên cho mình một đại gia đình với các đóm, những người hâm mộ luôn ở bên cạnh ủng hộ và gắn bó cùng nam ca sĩ 9X này. Khi Jack bắt đầu lấn sân sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp, đã có rất nhiều hoài nghi, rất nhiều ngờ vực đổ dồn lên chàng trai sinh năm 1997. Cuối cùng, cũng chính Jack đã thuyết phục họ bằng tài năng, sự chân thành cùng âm nhạc. Về những vấp ngã, về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua, về những mối quan hệ cần phải cân bằng giữa cuộc sống, âm nhạc và xã hội, Jack đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là chàng ca sĩ miền Tây nhỏ bé non nớt mà đã khoác lên mình chiếc áo của một nghệ sĩ thần tượng. Nhưng ở đâu đó trong Jack vẫn luôn giữ được cái chất Jack, không màu mè, không để hào quang lấn át con người hiền lành và ít nói bên trong. Mọi thứ xoay quanh Jack đều đến từ sự chân thật, điều mà nam ca sĩ luôn tâm niệm trong lòng, trong âm nhạc, trong các mối quan hệ và cho đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Với một tân binh như Jack, những thành tích anh có được đáng ghi nhận và phải khẳng định rằng Jack không ăn may. Sau cuộc chiến scandal thì thị phi vẫn luôn đi cùng anh, song các đóm vẫn không bỏ rơi anh. Nhìn lại, trong đoạn clip giao lưu với người hâm mộ, Jack cố gắng giữ tinh thần tươi tỉnh để trò chuyện cùng khán giả. Giọng ca gốc Bến Tre cho biết sức khỏe vẫn tốt và rất nhớ những người hâm mộ của mình. Tuy nhiên, anh đã bật khóc khi được fan hỏi khi nào sẽ quay trở lại với âm nhạc. Bên cạnh đó, Jack cũng tỏ ra khá kiệm lời và né tránh những câu hỏi liên quan đến cuộc sống cũng như con đường phát triển sắp tới. Hiện tại, những thông tin về đoạn clip, địa điểm ghi hình, concept sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, với thời gian dài ấp ủ, đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc đáng mong đợi của anh. Trong các nhóm kín của người hâm mộ, Jack cũng rất chăm chỉ tương tác với khán giả, gửi lời chúc đến fan và úp mở về sự trở lại. Những điều ngọt ngào nhất dành cho các bạn, luôn mỉm cười và thật xinh đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại sớm, tôi nhớ các bạn vô cùng. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về sự xuất hiện của Jack sau thời gian dài im hơi lặng tiếng? Các bạn có mong chờ sản phẩm lần này của chàng trai quê Bến Tre này hay không? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới để Cảm Radio được biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.